Thưa quý vị, nhằm tạo ra một chiếc xe nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nhưng lại vận hành rất là mạnh mẽ, Honda đã ra mắt mẫu xe Transport mang phong cách adventure. Mẫu xe này đã thu hút rất là nhiều biker trong thời gian vừa qua để chinh phục những cung đường khó, đặc biệt là những cái chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Ngày 9 tháng 9 vừa qua thì Honda đã chính thức giới thiệu mẫu xe này tại thị trường Việt Nam. Mang phong cách adventure, Honda Transport hy vọng sẽ mang đến cho giới biker tại Việt Nam những trải nghiệm mới. Và trong chuyên mục Hai Bánh hôm nay, mời quý vị cùng xem những hình ảnh về mẫu xe này trong buổi ra mắt vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1986, Transport 600 được biết đến là một mẫu xe vận hành mạnh mẽ với thiết kế vượt thời gian. Kế thừa tinh thần của mẫu xe nguyên mẫu, Transport sở hữu thiết kế cổ điển mà hiện đại với đường nét vỏ xe bao quanh, mạnh mẽ, dứt khoát. Mẫu xe này sở hữu hai màu sơn trắng đen và đen. Xe được thiết kế với không một chi tiết thừa nhằm tối ưu trải nghiệm cho người lái. Khung xe thép ống hoàn toàn mới với kết cấu dạng kim cương có trọng lượng chỉ 18,3 kg, nhẹ hơn khung của CB500X 10%, nhằm đem đến sự thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau trong suốt những chuyến đi dài. Chiều cao yên được đặt ở mức 850mm, mang lại tư thế ngồi thẳng, tự nhiên. Ngoài ra, vị trí đặt tay lái và để chân cũng được tính toán để mang lại tư thế lái thoải mái và dễ dàng kiểm soát ở tư thế đứng khi vận hành xe trong điều kiện địa hình. Tôi nhận thấy Transport rất phù hợp với thị trường Việt Nam. Như bạn biết đấy, đất nước Việt Nam có vô số cảnh đẹp, những ngọn núi để khám phá với chiếc mô tô. Tuy nhiên, rất tiếc là xe máy lại không được di chuyển bằng đường cao tốc. Để đến được những nơi xa, bạn phải đi xe một quãng đường dài trên đường thường. Tư thế lái thoải mái và dễ điều khiển của chiếc Transport sẽ mang đến cho bạn niềm vui đích thực khi kết thúc hành trình và dừng chân trên những ngọn núi hùng vĩ. Vì vậy, tôi nghĩ mẫu xe này có nhiều triển vọng ở Việt Nam. Mang phong cách adventure, Transport sở hữu khối động cơ xi lanh đôi song song 8 van, dung tích 755cc hoàn toàn mới. Sản sinh công suất tối đa cực kỳ ấn tượng 67kW tại 9.500 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 75Nm tại 7.250 vòng 1 phút. Hơn thế, động cơ Transport sở hữu công nghệ nạp khí xoáy, giúp xe phản ứng nhanh nhạy với từng cú vặn ga của người lái. Nhằm hỗ trợ tối đa cho người lái trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau, Transport cũng được trang bị bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều, giúp tay côn nhẹ hơn, lên số dễ dàng hơn và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi về số gấp. Xe được trang bị 4 chế độ lái mặc định, thể thao, tiêu chuẩn, đường ướt và đường sỏi và một chế độ lái tùy chỉnh, cho phép thiết lập các thông số tùy theo ý muốn của người lái. Hệ thống sẽ hỗ trợ các biker điều khiển chiếc xe vượt mọi hành trình bằng cách kiểm soát và phân phối sức mạnh động cơ, lực phanh động cơ, độ nhấc đầu và mức can thiệp của ABS với từng tình huống. Trong cái bài buổi sáng hôm nay á, thì những cái biker được trải nghiệm những cái bài barrel lock là đi trên hai cái cây, thì mình thấy là cái xe nó hoạt động là mượt mà và thoáng. Và tiếp theo là cái bài mà chạy trên cát mà có một tí nước á, thì cái xe nó qua chế độ ren á, thì nó làm việc rất là tốt. Mình cảm nhận là một cái xe đáng. Transport được trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ và an toàn như chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp cho xe duy trì khả năng bám đường bánh sau, kết hợp cùng phục trước hành trình ngược Showa SFFCA 43mm, hành trình 200mm có thể điều chỉnh tải trước lò xo, và phục sau đơn Showa hành trình 190mm có thể điều chỉnh tải trước lò xo với bình khí nén phụ, bảo đảm sự an toàn và thoải mái cho người lái. Transport còn sở hữu các trang bị điện tử hiện đại, nổi bật với màn hình màu TFT 5 inch với 4 chế độ hiển thị có thể tùy chọn. Hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu được trang bị LED toàn bộ, mang tới khả năng chiếu sáng vượt trội, an toàn và trải nghiệm lái cao cấp. Xe có dung tích bình xăng lên đến 16,9 lít và cổng sạc USB Type-C dưới yên. Xe mới Honda Transport đợt này 750 của Honda cho mình cảm nhận được có rất là nhiều cái móc chạy. Vô những cái địa hình trơn trượt thì mình chạy cảm thấy rất là tự tin. Nó xe chung xe rất là mạnh và cái độ nhún của xe mình ngồi cảm giác cũng khá êm. Nếu mà sắp tới thì mình cũng muốn sở hữu chiếc xe này. Anh nghĩ anh em sẽ thích
vì những anh em mà chơi trong vòng adventure hoặc là đi off-road địa hình, những cái biker mà không thích về tốc độ nhiều á thì có cái hay riêng của adventure, thì dòng này thì đáng để anh em nâng cấp lên với CC là 750 để cho có cảm giác mạnh hơn, có nhiều chế độ chạy và mod chạy khá hơn. Mục tiêu thiết kế của chiếc xe này là làm hài lòng ngay cả những người lái đã có nhiều kinh nghiệm off-road và đường dài. Đồng thời đây cũng là mẫu xe rất dễ điều khiển, vậy nên để trải nghiệm các dòng xe adventure, đây có lẽ là chiếc xe tốt nhất sau CB500X. Tôi rất mong muốn sẽ có thật nhiều khách hàng Việt Nam được trải nghiệm cảm giác lái này. Mẫu xe phân khối lớn Transhard 2023 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản chính thức được bán ra thị trường từ ngày 27 tháng 9 năm 2023 tại hệ thống cửa hàng xe phân khối lớn của Honda với chế độ bảo hành 2 năm và không giới hạn số km. Mức giá bán lẻ cụ thể dành cho mẫu xe này là 309 triệu đồng đã bao gồm VAT. Honda Transhard đã được rất là nhiều biker trong cái buổi ra mắt hôm ngày 9 tháng 9 vừa qua đã trực tiếp lái thử và họ đã đánh giá rất là tích cực về mẫu xe này. Hy vọng rằng Honda Transhard sẽ tiếp tục chinh phục các biker tại Việt Nam trong thời gian tới.